rồi. Lê Thanh Dự. Làm mẹ con lo mà. Em ăn no rồi. Thôi đang ra rồi. Ai đã xem xin một chấm nhé. Rồi em like lên bài đây. Rồi. Triệu Quốc. Gửi cho mấy bà lên gì vậy em? Chờ em lên áo bông tơ ghi với sóc với áo hai dây bên phông nhá. Đổ hết chị ạ. Chờ em một tí em gửi cho khách cũ nhá. Dạ đúng rồi nhá, mọi người cho em một tí nhá, em gửi cho khách cũ họ vào họ lấy hàng á. Xong rồi em like luôn nhá. Mọi người cho em một tí nhá. Ai đã xem cho em xin một chấm, em lên luôn đây ạ. Đây em like luôn đây. Mọi người cho em một tí nhá. 2 phút thôi ạ. Em chào chị Nguyễn Yên nhá. Nguyễn Yên đổi nick ảnh đại diện rồi à? Hay là chị Nguyễn Yên khác đấy? Mọi người chờ em một tí nhá. Đây em ra luôn này. Em chào mọi người, 5 người đang xem nhá. Chết rồi. Hôm qua Đây chờ em một tí em like luôn này. Vi Nguyễn, ô đây chị đây rồi. Ô chị em đây rồi. Hôm qua em đi lấy hàng về mệt quá ngủ luôn. Không like được. Cho em một tí nhé. Khổ gửi cho mấy chị khách cũ. Đây em like xong rồi, em xong trang rồi đây. Em chào 15 người đang xem nhá. Cho em một tí. Đâu hôm qua chị nào chị nhắn tin quên không nhìn đến nick luôn này. Khổ quá, mỗi lần ấy là phải gửi cho các chị, không có chị không tìm thấy bài. Ôi em chào chị. Đây em xong rồi đây. Tự nhiên thấy hai người đi ra mất luôn rồi. Em xong rồi đây nhá. Không biết còn sót ai nữa không. Rồi em lên luôn này. Em lên áo mông tơ ghi trước nhá. Em lên áo mông tơ ghi trước nhá. Hiền Võ quên xích sót Hiền Võ. Đây em xong rồi đây. Nguyễn Yên. Khổ quá. Thôi không gửi cho khách nữa. Không biết gửi bao nhiêu cho nó đủ. Tại vì nhiều quá. Rồi em like đây. Không biết này có bị ẩn bình luận nữa không chứ. Rồi em like nhá. Đây là quần này. Đừng lôi ra. Một con. Đây một con là áo mông tơ ghi nhá. Áo mông tơ ghi mới này. Đều là hàng hôm nay em mới lấy về đấy. Con này có màu hồng. Màu hồng bên lại. Màu hồng cánh xe nhá, lên cho em ạ.
cánh sen lên cho má, cánh sen. Em lên áo Montagi đi. Em cảm ơn nhá. Lên cho má áo hồng này, hồng cánh sen này. Khéo lại Montagi, lại lại mỗi Montagi. Để tí nữa em bảo người, bảo mẹ em với em trai em sắp luôn. Lên cho má kẻ nhá. Đây em đang lên Montagi đây, lên cho má kẻ 58 phân qua đầu vừa giúp em, lên cho má kẻ. Không biết này sợ mình loạn quá. Chân tay dài đi em. Dạ. Đây chị ơi, Montagi tay dài đây, một con xanh kẻ nhá. Một con xanh kẻ tay dài này. Tay dài nhá. Lên xem mã kẻ, xanh kẻ này. Xanh kẻ. Không biết chị mà không? Tại vì nợ mình gọi con này tay lỡ nhá, con này tay lỡ 58 chân quay đầu lên vừa giúp em này. Đây cho mã tay lỡ, tay lỡ, tay lỡ, một con sóc này. Mọi người có thích lên sóc không? Em lên cả sóc nữa, sóc, một con sóc trắng này. Em giặt lá hết rồi, à quên, giặt hết rồi đấy. Đằng sau là cạp chun, đằng trước là cạp chết nhá. Con này 57 cân quay đầu vừa giúp em lên cho mã trắng. Thế cho mã trắng, con này có sóc bò mọi người nhá. Lên cỡ sóc, lên cả hai dây lẫn lộn cho mọi người một ít nhé. Ok chị nhá, em lên lẫn lộn đi nhé. Chết rồi. Để em trà tí, em để cái góc hàng hai dây nó bên này. Ôi, có 45kg không chị? Dạ có chị ơi. Nhiều mà. Ôi. Con hai dây cánh tiên này dễ thương mà. Con hai dây cánh tiên này dễ thương mà. Đây cho mã cánh tiên này. À, chị Bích Ngọc, chị Bích Ngọc may đây rồi. Nè, đơn của chị em vẫn giữ đây nè. Bích Ngọc đây nè. Trắng như chị Bích Ngọc. Em thấy chị Quỳnh Lam mà. Trắng như Bích Ngọc. Cánh tiên cho chị Bích Ngọc này, khổ quá thôi. Đỗ một gì à? Em chào chị nhá. Chứ mấy ngày không nhìn thấy. Đồng giá 9 chị ơi, đồng giá 9 nhá. Em có thấy chị Quỳnh Lam nhá mọi người. Em có thấy bình luận này nó không ẩn ở đâu. Tại vì em dùng điện thoại này mà. Này một con kiểu thế này. Một con kiểu thân nơ nhá. Xong rồi con nó có chữ này. Lên cho mã kiểu nhá. Con này kiểu tay cánh rơi đấy ạ. Giá cả tốt. Lên cho mã chữ. Con váy ngủ vàng này. Hai dây này. Lên cho mã ngủ. Lên cho mã ngủ. Lên cho mã ngủ. Chị có áo phông không? Cầm đi gái, ok chị nhá. Kiểu chữ cho chị phun xăm Bích Ngọc này. Quần đi em gái, vâng ok nhá. Một con quần kẻ caro này. Một con quần kẻ caro nhá. Có cái dây này, dây giả buộc nơ vào giúp em nhá. Con này 54 cân quay đầu vừa giúp em lên cho mã caro. Lên cho mã caro. Một con quần ống rộng này, một con quần ống rộng có dây rút nhá. Một con quần ống rộng đen có dây rút nhá. Con này thì 57 cân quay đầu vừa lên cho mã ống rộng. Nay em phải like. Nay em phải like 2 3 loại luôn. Ơ mẹ ơi. Ừ. Cái hàng gì đấy? Từ cái hàng đấy để nguyên cho con, tại vì hàng của sỉ đấy. Đây cho mã xanh này, lên cho mã xanh tay lỡ này. Xanh 58 cân thay đỏ. Lên cho mã nâu, nâu dài tay này. Nâu dài tay. Mọi người thông cảm em ấy hơi chậm một tí nhá. Tại vì em phải ngó vào điện thoại trên line nó. Nhìn màn hình điện thoại thẳng này nó bị ẩn bình luận. Lên cho mã nâu này, con nâu này dài tay nhá. Nâu. Áo không có nhá. Nâu. Nâu, nâu cho chị Vi Nguyễn. Nâu cho chị Vi Nguyễn. Chị Vi Nguyễn đây rồi. Chị Vi Nguyễn của em đây rồi. Vi Nguyễn. Ôi giời. Vi Nguyễn. Em lên gà áo đỏ. Chồng
quần áo thấp nhất đi em. Thế nhà Vi Nguyễn. Áo đỏ trùng thấp nhất ai? Đấy hả? Đây, con này có cổ hạng của Nhật nhá. Con này mới tinh luôn này mọi người nhìn này. Lê xem áo đỏ, lê xem áo đỏ. Con này 56 cân quay đầu vừa giúp em. Nè, con vàng này, con vàng của Bèo như thế này nhá. Thuê cho áo vàng, vàng 50, vải co giãn nhá. 56 cân, 57. Lên cho mã kẻ này, lên cho mã kẻ này. Lên cho mã kẻ. Kẻ. Ôi chị Hồng Phạm đây rồi. Đỏ cho chị Hồng Phạm. Có lẫn không Mỹ nhá chị nhá. Đủ cái luôn ấy. Em tại vì em hàng phong này là hàng phong lẫn lộn. Đó. Thôi chị Hồng Phạm. Rồi. Hồng Phạm. Lẫn lộn lẫn lộn. Hồng Phạm. Hồng Phạm. Chết quên không lấy 2 giây. Mình gặp nó còn đang bị ấn chứ. À. Anh ơi em lên mình lên dần dần nhá. Hóng quần Becky. Quần Becky á, quần Becky hình như xỉ nó lấy hết rồi. Dạ có. Em lên dần dần nhá. Con 2 dây lụa này. 2 dây lụa nâu này. Lên cho mã lụa. Chứ em không lên. Tại vì hàng như thế này rút ra nó bị đổ. Lên cho mã hình, lên cho mã hình nhá, lên cho mã hình này. Con này 56 cân quay đầu vừa giúp em, lên cho mã hình. Có áo đen mông tự ghi, áo đen hôm bữa em like nhiều mà. Đây, lên cho mã vàng nhá, con vàng này có kiểu như này này. Lên cho mã vàng này, vàng 58 cân quay đầu vừa giúp em. Con này em bán 5k nhá, nó bị sụt một chỉ một ít. Con này em bán 5k, lên cho mã 5k. 5k. Đây 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 quần lại lên lên cả quần lên cả quần xin lỗi xin lỗi. Hình. Hình đó chị à. Hình đó chị Vi Nguyễn mất rồi. Hình đó chị Vi Nguyễn mất rồi. Chị Vi Nguyễn. Phun xong đi. Vậy mà không có. Tại hôm qua em chưa kịp gì, khách sỉ nó đã lấy hết rồi. Con quần giàn di ngố này. Lên cho mã mới. Lên cho mã mới. Một con quần xếp ly này. Một con quần xếp ly nhá. Này xếp ly này. Lên cho mã xếp ly nhá. Lên cho mã xếp ly nhá. Con này 50. Con quần kia size M. Còn con quần này size 57 cân quay đầu vừa giúp em nhá. Nó xếp ly nhá. Lên cho mã xếp ly. Nguyễn Phương Trang. À, vậy tí nữa. Tí nữa em chủ cho chị nhá. Tại vì nó có bên đống này của khách sỉ. Tại vì họ ôm lo ấy. Mới chị phun xăm Bích Ngọc. Tại vì họ ôm lo chị ạ. Hôm qua họ đến nhà họ xem họ ôm lo. Chứ em thì em bỏ ra luôn rồi. Con 2 dây xanh nhá. Con này 2 dây xanh Ngọc này. 56 cân quay đầu vừa giúp em lên cho mã xanh ngọc. Một con hiệu Adidas nhá. Nó bị vàng vàng ở đây này. Mọi người về tẩy giúp em này. Em bán 5k nhá. Lên cho mã hiệu. 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 Một con áo họa tiết này. Một con áo họa tiết nhá. Đằng sau là chấm bi nhá. Lên cho mã họa tiết. Lên cho mã họa tiết. Họa tiết. Họa tiết. Lên cho mã nâu. Lên cho mã nâu. 2 dây nâu nhá. Phối gen này. Em lên ít mông tơ ghi nữa nhá. Tại vì hàng khách họ đến họ ôm mình chưa kịp soạn ra thì họ đã ôm hết rồi thì không chỉnh được.
Này một con đỏ này, một con đỏ thế rơi nhé. Lên cho ba đỏ cổ đổ nhé, đỏ. Vâng, em chào chị Loan nhá. Dạ hôm qua không like được. Hiểu 5k cho Mimi. À, Mimi ơi, à, chuyển khoản học cọc em mới đi hàng nhá. Chuyển khoản học cọc em mới đi hàng nhá. Thông cảm cho em đi. Tại vì bị bom. Chào em. Đơn của các chị em chưa đi được ấy. Mọi người cứ chọn đi nhá. À, Mimi. Mọi người cứ chọn đi xong là mai em đi đơn một thể luôn nhá. Tại vì hôm, mấy ngày nay nó mưa xong là hàng nó... Em sợ hàng nó bị ướt nên là em không cho đi hàng. Đỏ. Đỏ cho chị Vi Nguyễn. Đỏ cho chị Vi Nguyễn. Mọi người cứ ấy đi nhá. Em chưa cho đi hàng đâu tại vì nó mưa. Đây một con Montagi tiếp đây. Mọi người thích Montagi à? Vậy em lên hết Montagi nhá. Hay như thế nào? Với 2 giây nhá. Lên cho mã. Lên cho mã. Con này con. Lên cho mã Nu nhá. Lên cho mã Nu này. Con Nu này xanh mờ giúp em nhá. Con kẻ này. Con kẻ này. Con kẻ và cái vắt chéo như này này. Đấy. Lên cho mã chéo. Lên cho mã chéo. Lên cho mã xanh ngọc. Con mông tôi ghi xanh ngọc bò dưới. Xanh ngọc 56 cân quay đầu vừa giúp em. Ơ mọi người lại không thích quần à? Này một con chân váy nhá. Con này có chân váy này. Con chân váy da lộn này. Mới tinh chưa? Con này eo 76 quay đầu về giúp em size M nhá. Eo 76 size M 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. Lên cho mã tím. Tím. Eo 76. Mẹ cái thằng em nó chưa lên nên là đây một con kiểu đằng sau như này. Con này là con kiểu nhá, tà trước nó ngắn như này, tà sau nó dài như này. Mọi người này mặc với sock, con sock của con đùi nhá. Thêm cho má kiểu. Tím, tím như chị Bích Ngọc trước rồi mọi người ơi. Tím cho chị Bích Ngọc trước này. Bích Ngọc. Chị Bích Ngọc bảo em chụp ảnh đồ em không chụp ảnh được ấy. Một con chấm bi kiểu này. Áo 2 dây chấm bi đi ngủ nhá. Con nút dây chỉnh nhá. Thêm cho mã chấm bi. Chấm bi 56 cân quay đầu vừa giúp em chấm bi. Thêm cho mã tặng này. Con này lên cho mã tặng nhá. Tặng 56 cân. Hello, chị Hoàng Hoa lựa đi nhá, em bù cho cái lỗi nhá. Hôm nay mới thấy chị vào. Lên cho mã kẻ này. Lên cho mã kẻ này. Kẻ 57 cân quay đầu vừa giúp em. Hello, hello. Nó đang biển bình luận. Mọi người đơn mọi người em chưa đi hàng nên mọi người cứ nhặt đi nhá. Chị nào chuyển khoản rồi thì còn thì cái đơn sau này em ship code cho, không cần phải chuyển khoản đâu, cho mất phí, cho đỡ mất phí. Tặng cho ai đây? Tặng cho chị Vi Nguyễn. Tặng cho chị Vi Nguyễn. Tí nữa em còn nhiều hàng tặng lên cho mọi người, cứ từ từ em tặng cho. Xong xuống like, mọi người thích em tặng cái gì em tặng nha. Gọi cái thích gì. Đang bán hàng rồi nhá. Thực buồn. Ai biết. Mẹ gọi cho nó đi. Này một con cổ nó đính cườm như thế này này. Vâng em cảm ơn chị nhá. Đây. Tay bồng bồng như thế này, này. Lên cho má đá nhá. Lên cho má đá nhá. Chị lựa đi nhá. Em bù cho. Mấy lần chị không ấy được nên là ngại lắm. Kẻ. Kẻ. Kẻ chị Hồng Phạm. Hồng Phạm. Em cảm ơn chị Hoàng Hoa nhá. Chị Hoàng Hoa hôm bữa gửi cho chị hàng khổ thân, chị bị lỗi mấy cái. Mày cứ tưởng mày ngoài mày gặp con Nga mà dễ à con.
Dạ đồng giá 9k cả áo cả quần chị nhá. Mày gọi nó tắt cái bù nó chửi cho nó đang bán hàng. Mắc em có ghi trên ảnh rồi đấy. Ôi sao mày ngồi ngậm chân vậy cháu? Nó có quần trắng còn nguyên tem này. Nhục chưa? Con trắng này size M nhá, lên cho em mới. Mới. Một con năm. À? Con còn mày tinh tướng à. Con còn tem tiếp này. Quần này các thứ đều cặp cao hết mọi người nhá, 1 gang này, 2 gang này, đều là cặp cao hết nhá. Lên cho mang kẻ anh, quên, lên cho mang ghi nhá. Xấu trai như chó vậy. Này, con này dáng crop top nhá. Lên cho mang ngắn này, mông tôi ghi dáng ngắn. Mon ra. Mon chó ra. À hay à tiền. Mới. Mới cho chị Hồng Hạ. Con trắng mới này đúng không chị? Tao ăn luôn và cả làm với chị Nga đây. Xem đi làm buôn đất cả ngày. Ghi cả, hàng đây. Ghi cho chị Phương Mai. Các chị ơi, từng chốt dạng em nhé. Chuyển khoản cọc em đi hàng nhé. Phương Mai. Phương Mai. Phương Mai. Rồi. Này. Một con phối gen như thế này nhá. 56 57 cân qua đầu vừa lên cho mã phối. Phối. Con này bạn em bán 5k nhá. Lên cho mã 5k, nó bị bẩn ở cổ một tí mọi người về giặt giúp em nhé. Lên cho mã 5k con hồng. Vải co giãn 57 cân qua đầu vừa. Chị Phương Mai ơi, tí vào inbox giúp em nhá. Tí vào inbox giúp em nhá. Ngắn. Ngắn đây chị Phương Mai. Vào inbox giúp em nhá, không tí nữa. Nó mà nó mà tự nhiên nó tắt like là thôi, khỏi tìm các chị luôn. Ngắn. Ngắn cho chị Phương Mai này. Khỏi tìm các chị luôn. Có cần cặp chun không chị? Dạ có chị ạ. 5k nha chị Hoàng Hoa. Chị Hoàng Hoa nó bị bẩn ở cổ đây này, em bảo chị này. Nó bị bẩn ở cổ như này mà nhưng mà không nhìn rõ chị. Ví dụ mình mặc thì cổ nó che mất rồi ấy. Về giặt giúp em nhé. 5k cho chị Hoàng Hoa này. Thôi cái này em tặng cho chị Hoàng Hoa nhé. Hoàng Hoa. Tặng. Không tặng lỗi về. Dạ em thấy chị Bảo Vi nhá. Em thấy ạ. Em vừa đọc bình luận của chị thấy. Một con quần của bé này. Một con quần của bé nhá. Một con quần của bé mới tinh luôn này. Lên cho mang bé. Con này nó đè số 18 không biết bao nhiêu cân nữa. Lên cho mang bé. Một con quần bò giấy này. Một con quần bò giấy nhá. Con này 56 cân qua đầu vừa giúp em. Lên cho mang bò giấy. Bò giấy. Ok chị ạ. Có quần lửng chị ơi. Bé đây chị ở Hồng Phạm. Hồng Phạm. Em lên ít mục tơ ghi nữa nhé. Đây. Khéo một ngày chỉ để dành lần này. Áo dây riêng chứ. Lên cho mã ghi này. Ghi 56, 57 cân qua đầu vừa giúp em. Con xanh này đẹp lắm, mỗi tội nó bị rách dưới này. Lên cho mã tặng nhá. Đẹp dã man luôn. Bị mỗi một tí đấy. Điên rồi. Lên cho mã tặng này. Bị mỗi một tí, điên quá. Bò giấy chị Hoàng Hoa. Chị Hoàng Hoa cái con vừa nãy chị mua 5k ấy. Anh Hoàng ơi, chị lấy trộn chốt thêm hàng đi. Tí nữa em ship code cho. Hàng của chị em chưa đi. Mấy ngày này ở ngoài em nó mưa ấy. Đi hàng sợ nó ướt, nó mốc hàng của mọi người. Con 5k của chị Hoàng Hoa em không lấy tiền nhá. Này con kim tuyến này. Con áo 2 dây kim tuyến này. Mọi người này không thích áo 2 dây sao ấy. Phối gen nữa này. Lên cho mã hồng. Hồng. Một con motogi dài tay này.
mong tôi ghi màu ghi màu màu ghi đấy ạ, vải nó lấp lánh. À, hàng chị chưa đi chị ơi, mấy ngày nay ngoài em nó đang mưa ấy, chưa đi được, ship nó không đến lấy được, nó sợ ướt hàng. Mai em đi, chắc mai nó tạnh mưa. Đây cho mã giải tay 56, 57 cân quay đầu của Duyên. Ơ, đâu rồi. Em lại like xem cái áo 2 dây đi. Vâng, ok chị nhá. Một con áo 2 dây màu be này. Một áo 2 dây màu be này. Lên cho mã be. Một con hoa nhí nữa này. Con hoa nhí ở dưới nó bo bo này. Con vàng hoa nhí như này nhá. Vàng hoa nhí nhá. Lên cho mã hoa nhí. Dài tay. Dài tay cho chị Quỳnh Lam. Chị Quỳnh Lam. Đây. Quỳnh Lam mãi được chốt cái à. Úi giời. Úi giời ơi. Mai em đi hàng cho các chị nhá. Nó bị mưa. Quỳnh Lam. Ghi ghi cái tên vào đây rồi. Con hai dây xanh tính đá ở áo này này. Lên vài màu trắng đi em. Vâng. Lên cho mã xanh nhá. Áo hai dây màu trắng á chị. Rồi. Xanh nha chị Vi Nguyễn. Xanh nha chị Vi Nguyễn. Xanh nha chị Vi Nguyễn. Ôi. Vi Nguyễn. Con hai dây này. Cườm đá đẹp dã man luôn này, toàn bộ này. Em chào anh Hưng Hưng nhá. Nó bị bẩn ra đây này. Bẩn, em không biết nó bẩn hay như thế nào. Nó bị mỗi một tí luôn này, bên trong này nó không bị gì cả. Em bán 5k nhá. Lên cho mã đá, lên cho mã đá. Con này đẹp lắm luôn ý. Vải chất tanh nó lên cho mã đá. Không áo trắng dài tay ý. Vâng. Sao ăn cơm sớm về chẳng? Sao ăn cơm sớm? Cháu ơi, bốc cái ít áo ở cái bao ở bên tủ dép nhá, cái bao có áo vàng vàng vào đi. Lên cho mã kẻ này, con kẻ này. Con kẻ kiểu như này nhá. Dáng cỡ tốt, dáng ngắn nhá. Lên cho mã kẻ. Này cháu. Không, áo ngoài kia cơ mà. Ngoài ngoài tủ dép kia cơ mà. Bốc hết đó. Bốc một ít vào đây đã. Đây, một con hại dài tay nhá. Con dài tay, tay lỡ này. Nó qua gần đây. Lên cho mắt. Lên cho mắt kẻ đen nhá. Kẻ đen. Đây. Sao tự nhiên hôm nay lắm kẻ vậy không biết nữa. Con này lên cho mắt tặng nhá. Nó bị tuột chỉ, lên cho mắt tặng. Tặng. Kênh. Phan Bảo Vi, em vẫn nhìn thấy Phan Bảo Vi nhé. Đây, một con kiểu dáng xòe đây. Hai lớp nhá, ba lớp luôn. Lên cho mã xòe, lên cho mã xòe, lên cho mã xòe. Đây, em cho mấy cái đơn này nó ra ngoài đấy cho nó gọn. Ôi, mọi người cho em một tí nhá. Tự nhiên, mọi người đang bị ra hết rồi. Cô xem mấy nhỉ. Đây đây, giờ em đang luôn đây. Con vàng này. Con vàng kiểu như này này. Tay nó đính ngọc như này nhá. Con này nó tay nó dài đến hiểu tay nhá. Đây cho mã vàng này, vàng 56, 57 cân quay đầu vừa. Đây, phải co giãn nhé, vàng. Vàng. Vàng với chị Quỳnh Lam. Vàng, chị Quỳnh Lam. Vàng Quỳnh Lam. Một con xanh này. Con xanh cổ như này nhá. Tay lỡ này.
tay lỡ nhá. À quên, ừ tay lỡ. Rồi cho má xanh. Này mà có sót, à quên con quần bò này. Quần bò nhá. Ê con bò, quần bò nhung. Nhung tâm. Con này sao bao nhiêu đây em xem á. Con này chỉ 5-6, 5-7 cân. Quay đầu vừa lên cho mã. Lên cho mã len tâm nhá. Lên cho mã len tâm. Nó mới tinh luôn đấy. Chị ơi em lên lộn xộn nhá. Có cái gì nó có đủ hết chị ạ. Cái gì nó có đủ hết. Con này kiểu trễ trễ vai như này này. Lên cho mã tặng 56, 57 cân qua đầu vừa. Vậy thôi, hết áo mông tương hì thôi. Vào chút ấy, cứ vào kia đi đấy. Một con áo gió nhé. À đâu, không phải áo gió. Một áo von. À quên, áo sơ mi. Đỏ, phối viền đen như thế này. Lên cho mã phối. Phối. Này nhà cháu làm tiết canh, cháu tiếc quá nên vừa ăn. Dạ rồi. Lên cho mã bèo nhá, lên cho mã bèo này. Bèo. Bèo 55 cân qua đầu vừa. Con quần váy này. Con quần váy nhá. Con này size M thôi. Lên cho mã quần váy. Quần váy. Đây là. Ừ, cứ gấp như ba cái. Bèo. Bèo. Cho chị à. Bèo cho chị Bích Ngọc. Chứ thằng nhé ra đây cho mọi người. Bích Ngọc. Bích Ngọc rồi. Bích Ngọc. Này có phong hình này. Có phong hình nhá. Lên cho mã hình 55 cân qua đầu vừa. Quần váy. Quần váy cho anh Hoàng. Quần váy cho anh Hoàng. Anh Hoàng. Anh Hoàng. Mọi người em lên anh Hoàng. Ô cái bút nó hết được à. Anh Hoàng. Thôi được rồi, nó bị tắc mực mà. Anh Hoàng. Phong hình. Phong hình. Cho chị Hoàng Hoa. Cháu ơi thôi bắt quản lý ra nhìn tìm cái đơn Hoàng Hoa ném vào này. Thôi thôi không đốt nữa, nhanh lên. Tìm đơn Hoàng Hoa ấy. Có ghi giấy ở ngoài mặt đấy. Hoàng Hoa này. Tìm nhìn nhìn nhá. Hoàng Hoa. Sao ngồi tôi đây? Sao ngồi tôi đây chị đây? Theo máy chủ chị ơi, theo máy chủ nhá. Theo máy chủ chị ạ. Không, Hoàng Hoa khác. Rồi, Hoàng Hoa túi đỏ ấy. Một con áo hai dây này. Hoa nhí như này nhá. Chào. Vâng, em chào chị nhá. Con váy nhá. Lời cho má váy ngủ. Con này em bán 5k nhá. Nó bị bẩn một tí màu ở đây này. Đây bán 5k. Không cần gấp đâu. Cứ ném à. Từ nhỉ. Lời cho má kẻ này. Kẻ. Cứ ngồi đấy đi. Kẻ. Lời cho má kẻ. Một con quần kẻ của bé nhé. Quần kẻ của bé mới tinh này. Lên cho má bé. Bé. Một con sóc bò này. Một con sóc bò này. Con này say 56, à quên 55, 54 cây quay đầu vừa giúp em nhé. Lên cho má bò. Một con phông tiếp này. Một con phong này đẹp này. Tay này cửa nó đính cườm như này này. Như kiểu chất da lộn đấy ạ. Lên cho mã nâu. Nâu. Con phong kẻ đấy này. Con phong kẻ tay lỡ này. Lên cho mã tay lỡ. Vâng em chào chị nhá.
con vàng này. Con vàng có buộc dây nhá. Con vàng size M vừa giúp em này. Theo cho mã vàng. Vàng 56 năm cân qua đầu vừa giúp em. Một con quần cạp cao này. Con quần cạp cao giả váy nhá. Quần cạp cao váy này. 1 này, 2 gang này. Khóa đằng sau nhá. Lên cho mã. Lên cho mã nu này. Nu. Nu. Con áo xanh này nhỏ quá. Con trắng này. Lên cho mã trắng nhé. Lên cho mã trắng. Trắng kiểu nó rách rách như này nhé. Không phải nó bị hỏng đâu. Nu. Không có ai chốt thì em chốt cho chị Anh Hoàng. Nu luôn. Anh Hoàng. Đơn Anh Hoàng của em ném ra đấy đi. Tìm Anh Hoàng. Để đến quần cho bao nhá. Vâng. Lên cho mã trắng này. Trắng. Trắng cho phun xăm Bích Ngọc à. Trắng này có tên Bích Ngọc. Con vàng tiếp này. Con vàng nhé. Vàng kiểu cổ đổ như này mọi người nhá. Đây cho bác cổ đổ. Áo nó dệt hình lá như này này mọi người này. Áo nó dệt hình lá như này nhá. Đây cho bác màu. Đây cho bác màu. Đây cho bác màu nhá. Bác màu này 58 cân qua đầu vừa giúp em. Con này còn nguyên cuống tem này. Lên cho mã mới nhé, còn nguyên cuống tem này. Con này chất bò dế đi. Dáng baby doll này. Lên cho mã mới này. Mới. Con đỏ này. Lên một con đỏ này. Con phông đỏ nhé. Lên cho mã đỏ. Đỏ. Màu. Màu cho Hồng Phạm là cái túi màu trắng ấy. Gì? Ừ. Mới cho chị Phương Minh. Mới cho chị Phương Minh. Đây Phương Minh ở đơn này. Ghi tên ở đây. Phương Minh lấy bút ghi này. Phương Minh. Đỏ cho anh Hoàng. Đỏ cho anh Hoàng. Anh Hoàng. Anh Hoàng. Có đơn rồi. Này con phông này phối gen như thế này này. Lên cho mã xanh than nhá. Xanh than. Xanh than. Xanh than. Một con trắng mông tơ ghi này. Một con trắng mông tơ ghi tay lỡ nhé. Một con trắng mông tơ ghi tay lỡ. 56, 57 cái qua đầu vừa. Lên cho mã trắng. Chị ơi chốt theo máy chủ đi chị ơi. Một bên chị là máy. Chị mạng chị bình luận thì lúc nào nó cũng hiện lên trước theo máy chủ chứ chị. Chứ em có phải em thiên vị ai đâu. Tí em chủ em gửi cho. Lên cho mã trắng này. Ai chị nào bán hàng rồi giải thích hộ chị hộ em với. Chào chị Nguyễn Thương nhá. Em chào chị Nguyễn Thương nhá. Trắng. Trắng cho Nguyễn Thương. Trắng cho Nguyễn Thương. Nguyễn Thương khách sỉ. Này ghi vào đây. Trắng cho chị Nguyễn Thương. Chị Nguyễn Thương là khách sỉ đấy. Nguyễn Thương xỉ nhá. Ừ. Trắng chị Nguyễn Thương rồi chị ạ. Chị phun xăm Hồng Ngọc sau mất. Rồi. Này lên cho mã phối này. Con này phối chấm bi này. Ở dưới này. Lên cho mã phối. Phối. Con xám hình này. Con xám hình nhá. Lên cho mã xám. Con này con phông. Một con kẻ dài tay này. Kẻ như này nhá. Mới tinh này. Phối. Phối chị Quỳnh Lam. Quỳnh Lam.
Quỳnh Lam có đơn rồi. Quỳnh Lam. Lam. Mạng của em là chị Anh Hoàng trước chị ạ. Đây cho má kẻ này. Nó theo máy mọi người làm sao theo máy mọi người được? Mọi người phải theo máy em chứ. Đây cho má cổ tim, có trắng phông cổ tim nhá. Có trắng phông cổ tim nhá. Mọi người phải theo máy em.